Tin Vatican Đức Thánh Cha gặp gỡ cầu nguyện với các bạn trẻ Italia Chiều tối ngày 11 tháng 8 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ hàng trăm ngàn bạn trẻ thuộc các giáo phận Italia đang tham gia cuộc hành hương về Roma trong chương trình chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ vào tháng 10 năm nay. Hiện diện trong dịp này còn có Đức Hồng Y. Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, 120 giám mục và đông đảo các linh mục tuyên úy giới trẻ thuộc các giáo phận. Ngoài ra, cũng có một số danh ca và ban nhạc Fuli Fruli, gồm 70 ca viên và nhạc công, đảm trách phần văn nghệ phụ họa trong cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha bắt đầu từ lúc 6 giờ rưỡi chiều. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã trả lời các câu hỏi do đại diện các bạn trẻ nêu lên. Trong bài suy niệm nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã nhắc đến sự tích bà Maria Madala đến viếng mộ Chúa và về báo tin cho các môn đệ về sự kiện mộ trống. Thánh Gioan và Phêrô vội chạy tới mộ. Gioan chạy tới trước nhưng đợi Phêrô. Từ đó, Đức Thánh Cha nói: tôi vui mừng thấy các bạn chạy nhanh hơn những người trong giáo hội hơi chậm chạp và sợ hãi các bạn được tôn nhang đáng yêu thu hút đấng mà chúng ta thờ lạy trong thánh thể và nhận ra ngài nơi thân mình của người anh em đau khổ xin chúa thánh linh thúc đẩy các bạn trong hành trình tiến về đằng trước này giáo hội đang cần đà tiến của các bạn cần những trực giác và đức tin của các bạn và khi các bạn đến nơi mà chúng tôi chưa tới, các bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi, như Doan đã đợi Ferro trước ngôi mộ trống. Sau buổi cầu nguyện, các bạn trẻ còn tham dự chương trình thức trắng đêm để đi tới một số thánh đường ở trung tâm Roma, như các buổi chầu thánh thể, chia sẻ chứng từ và lãnh nhận bí tích hòa giải.